Chào các bạn, hôm nay mình phát trực tiếp cái chương trình trên kênh YouTube này. Và rất là vui làm quen với các bạn đang online trên YouTube. Và các bạn hãy vào xem chương trình của mình. Và các bạn giới thiệu làm quen để mình chúng ta cùng nhau biết nhau. Các bạn có thể like, các bạn có thể share. Mình tên là Nguyễn Thái Duy. Và hôm nay mình chia sẻ với bạn một cái chủ đề nó rất là thú vị. Đó là đa số mọi người như thế nào tự giới hạn cái sự tầm thường của mình, giới hạn cái sự tầm thường của mình, mà họ không có chịu thoát ra khỏi cái đó. Tại sao nó như vậy? Để trước khi mình vào chương trình này thì chúng ta cùng nhau giới thiệu làm quen với nhau đi các bạn. Bạn nào đang online thì chúng ta cùng nhau làm quen nhau để chúng ta biết nhau các bạn, kết nối với nhau, làm quen với nhau các bạn. Để mọi người cùng biết các bạn và bạn mình cũng biết các bạn nữa. Và các bạn nào mà thường xuyên theo dõi mình thì các bạn bấm vào cái nút subscribe nha. Chúng ta thống nhất nó như vậy. Vâng, và đa số mọi người họ giới hạn tầm nhìn của mình, họ giới hạn cái góc nhìn của mình, họ giới hạn cái suy nghĩ của mình. Thậm chí không những thế mà họ còn giới hạn cái suy nghĩ của mình theo cái suy nghĩ của người khác các bạn. Theo suy nghĩ của người khác. Các bạn cứ hay nghe, ví dụ các bạn mà muốn ra làm kinh doanh, ví dụ vậy đi, thì các bạn nghe ai đó nói rằng là ồ, tướng mày mà kinh doanh cái gì, tao thấy kinh doanh nó rất là nguy hiểm. Thế là sao Thế là chúng ta lại không làm. Chúng ta hay nghe cái thằng bạn nào đó nó nói, chúng ta hay nghe một người nào đó. Mà các bạn hãy nhìn vào cái gương những con người đó đi, phần lớn là họ cũng là người không có thành công. Họ có cái cuộc sống thậm chí còn tệ hơn bạn nữa. Cái đây mấy ngày mình nhận một cái tin nhắn qua cái inbox của Facebook, và có một bạn nói rằng là em muốn ra làm kinh doanh mà em có một cái bà chị bà làm bên ngành sale mà bà phản đối em kịch liệt luôn, cái ông anh rể cũng phản đối em kịch liệt luôn. Chào bà Nguyễn Văn An, mới thấy nghe thầy nói chuyện mà mình đã nâng cao động lực. Cảm ơn bạn An rất là nhiều. Bạn An đã comment chia sẻ rồi. Các bạn đang xem live thì các bạn giới thiệu về mình để chúng ta cùng nhau biết nhé các bạn nha. Vâng, và nó như thế nào và chúng ta cứ giới hạn cái tầm nhìn của mình vậy á. Chúng ta có cái thói quen là vậy á. Tại sao chúng ta phải giới hạn cái con người mà lại vậy nhỉ? Mà chúng ta không suy nghĩ nó rộng hơn. Tại sao chúng ta không nghĩ rằng là cái điều đó chúng ta có thể làm được? Và tại sao chúng ta không nhìn thêm một ánh mắt tích cực hơn? Là chúng ta thấy có nhiều người khác họ đã làm được rồi mà, họ đã làm được việc đó rồi mà, thì chúng ta bắt đầu ra là chúng ta vẫn cứ chúng ta làm thôi. Tuy nhiên các bạn thấy không các bạn đừng có đi chơi với những người, đừng cứ nghe với những người mà họ luôn giới hạn cái tầm nhìn của mình nó như vậy. Có một cách rất là tuyệt vời là chúng ta hãy làm quen và kết bạn với những con người họ luôn tiến về phía trước. Một vài người, chào bạn Ngọc Duyên, tuyệt vời. Một vài người trong số đó họ không bao giờ giới hạn cái tầm nhìn họ một cách nhỏ nhoi nó như vậy các bạn ạ. Và chúng ta hãy làm quen với con người đó, hãy chơi với những con người đó. Dĩ nhiên những con người này các bạn hãy tìm, và cái đây là số ít thôi. Có thể là bạn may mắn thì bạn có thể là bạn tìm bạn có sẵn những người bạn đó, còn nếu không thì chúng ta phải đi tìm những cái người bạn mà họ có suy nghĩ vượt rào á, họ có suy nghĩ mà vượt ra khỏi khuôn khổ á, họ không có giới hạn á, thì chúng ta hãy chơi và tìm gặp những con người đó, ok chưa? Các bạn hãy như thế nào bạn hãy tưởng tượng đi. Bây giờ mà nói là các bạn hãy tưởng tượng đi, nếu cuộc sống của bạn chứng kiến bạn mà hãy tưởng tượng đi, cái cuộc sống của bạn hiện tại này nó không có nghĩa là cuộc sống bạn trong tương lai nếu bạn có sự thay đổi. Còn nếu không thì sao những cái gì hiện tại của bạn nó sẽ là tương lai nếu mà bạn vẫn cứ giữ yên cái chữ ổn định, cái vùng an toàn. Hiện tại chúng ta đang khổ cực, hiện tại chúng ta đang rất là khó khăn thì không có nghĩa là tương lai chúng ta vẫn nên như vậy. Nếu ngay bây giờ chúng ta sẵn sàng chấp nhận một cái cuộc chơi mới, sẵn sàng có những cái suy nghĩ mới, chúng ta sẵn sàng đột phá. Các bạn đồng ý ra điều này không? Hồi nãy giờ mình chia sẻ, các bạn thấy các bạn có học được cái ý gì hay thì các bạn có thể comment xuống đi các bạn.
để mình nhìn thấy các bạn comment, tự nhiên mình động lực hơn, mình máu lửa hơn. Nếu các bạn xem không mà các bạn không comment, tự nhiên mình cảm giác mình ít lửa hơn các bạn không? Vậy thì mình nói với các bạn, những cái gì mà hiện tại của chúng ta không có nghĩa là tương lai chúng ta nó sẽ như vậy. Và rất là nhiều người họ sinh ra các bạn, họ nhìn đời với ánh mắt như thế nào ạ? Chào bạn Văn An, hay quá trời ơi, rất là tuyệt vời bạn Văn An. Có nhiều người họ sinh ra với cái ánh mắt như nào? Với ánh mắt rất là sợ hãi, rất là lo lắng. Chào bạn Nguyên. Vâng, bạn Nguyên tuyệt vời. Với ánh mắt rất là lo lắng, với ánh mắt rất là bất an, với ánh mắt không hiểu sao tự nhiên họ sinh ra là cái cuộc đời họ cứ bị khống chế bởi những cái điều nó như vậy các bạn ơi. Chào bạn Lê Văn Duy. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Họ cứ luôn lo lắng nó như vậy đó. Họ nhìn ánh mắt nó rất là hạn chế và đầy những cái ảo tưởng, một cái ảo tưởng tốt đẹp thì còn đỡ đi, ảo tưởng rất là sai lầm, ảo tưởng nó rất là tiêu cực. Và họ như thế nào, giống như họ đang đeo một cái ki kính đó, giống như là họ đang đeo một cái ki kính đó. Và cái kính đó như thế nào, cái kính nó rất là mờ, nó đầy bụi. Chào bạn Nguyên Trần. Nó rất là nhiều bụi, họ giống như có một cái miếng kính trước mặt họ vậy đó. Và họ bị những cái điều đó nó che họ lại, che khuất cái tầm nhìn của họ lại đi. Vậy thì cái bài toán ở đây đặt ra là làm sao để chúng ta đừng có bị hạn chế đó. Rất là đơn giản, nếu mà bạn đang đeo một cái kính thì rất là đơn giản thôi, đúng không? Bạn chỉ cần lấy gì ạ? Các bạn chỉ cần lấy một cái miếng vải sạch thôi, các bạn lau cái kính đó đi, đúng không? Thì các bạn tự nhiên các bạn nhìn ra đời, các bạn thấy đời nó khác mà. Cái đời nó rất là khác. Đời rất là khác, đời nó rất là đẹp. Bạn hình dung đi. Bây giờ mình muốn nói, mình muốn các bạn hình dung vậy á. Các bạn đang đeo một cái miếng kính. Và bụi mờ nó rất là xấu. Và cái còn lại là các bạn như thế nào? Các bạn làm cho miếng kính nó sạch đi và bạn đeo rồi. Ồ, đời nó rất là đẹp. Bạn nhìn đời nó khác. Và khi kính mờ đôi khi chúng ta không có nhìn thấy được. Mà các bạn có cảm nhận ra điều này? Nếu bạn cảm nhận, các bạn comment xuống, các bạn nói là tuyệt vời. Vậy thì nó rất là tuyệt vời ở cái chỗ này nè, đời thay đổi. Khi chúng ta thay đổi, như hồi nãy một bạn nào comment có đó, có thấy đó. Và cuộc đời mình cũng vậy, cũng thay đổi từ khi mình thay đổi cái góc nhìn đó. Các bạn biết rằng là mình là người ở quê vào Sài Gòn mà. Và chắc chắn rất là nhiều bạn ở đây cũng là người đang ở quê và bạn đang có cuộc sống rất là khó khăn. Gia đình mình cách đây 20 năm trước, gia đình lớn của mình rất là khó khăn, ba mẹ của mình cũng vậy, có 6 người anh em. Mình là người con lớn nhất, gia đình rất là khó khăn. Và mình cũng có cái cách nhìn đời cũng rất là hạn chế vậy. Và đặc biệt từ lúc mình vào Sài Gòn này, những ngày đầu vào Sài Gòn này, cái ánh mắt mình nó cũng rất là hạn chế khi mình nhìn cái mảnh đất Sài Gòn này. Tuy nhiên mình cũng cảm nhận ra được rằng là cái điều đó nó sẽ không mang đến cho mình cái cuộc sống tốt đẹp được. Dù mình nhìn đời xấu hay mình nhìn đời đẹp thì cuối cùng rồi mình cũng là người đang khổ rồi. Vậy thì tại sao chỉ khác cái suy nghĩ thôi mà chúng ta lại không suy nghĩ khác đi? Và khi mà mình chịu suy nghĩ khác đi thì mình mới nhìn ra Sài Gòn này nó rất là tuyệt vời. Ô mà thấy Sài Gòn này nó rất là đông người. Thì đông người là cái cơ hội để chúng ta gì ạ? Dễ dàng buôn bán, dễ dàng làm kinh doanh. Và hồi đó mình mới vào học ra trường, mình đi làm công và mình mới nhìn thấy tại sao cái ông chủ của mình họ rất là giàu có, tại sao những cái đối tác của mình họ rất là giàu có, và tại sao rất ít người làm công họ đạt được cái sự giàu có, và rất là nhiều người làm kinh doanh họ đạt được cái sự giàu có. Và tự nhiên mình nhìn đời của mình với một cái ánh mắt khác nữa, là mình chọn cái con đường làm kinh doanh. Và thế là sau đó mình ra mà làm kinh doanh. Và các bạn thấy tới giờ cái suy nghĩ của con người của chúng ta nó hay mà. Bạn dám suy nghĩ là bạn dám làm, nó hay vậy đó. Cái suy nghĩ nó không lấy bạn đồng tiền nào, cái suy nghĩ nó không lấy bạn một cái đồng cắt đồng bạc nào, chỉ là suy nghĩ thôi. Nhưng mà dám suy nghĩ là dám làm, nghĩa là điều đó mình muốn nói với các bạn rằng ở trong mỗi con người chúng ta nó có một cái giới hạn mà tự con người chúng ta đặt ra, hoặc là chúng ta bị những người xung quanh á. Các bạn làm theo
cái suy nghĩ và cái thói quen của những người xung quanh, và họ đặt các bạn lại, họ giới hạn các bạn lại. Các bạn có nhận ra điều này không ạ? Nếu mà các bạn nhận ra điều này thì mình cũng có lời khuyên chân thành với các bạn là các bạn hãy thoát nó ra sớm. Và nó có một cái câu chuyện này rất là hay này các bạn ạ. Ở bên Mỹ á, năm 1954 á, ok chưa, thì khi mà các bạn động viên mà chạy điền kinh á, ok chưa, chạy điền kinh á, thì không ai phá vỡ cái lục rất là lâu rồi, không ai phá vỡ cái lục 4 phút á. Cái kỷ lục đó rất là nhiều người không có phá vỡ cái kỷ lục đó. Mà sau đó có một anh vận động viên, ảnh tên là Roger, và ảnh phá vỡ được cái kỷ lục đó. Rất là lâu sau đó mới có được một người động viên họ phá vỡ kỷ lục đó. Và thế là trong vòng những ngày liên tiếp sau đó, liên tục những vận động viên khác lại liên tục phá vỡ kỷ lục của anh đó và phá vỡ. Và trong khi cái kỷ lục đó nó tồn tại rất là nhiều năm mà không ai phá vỡ. Cái câu chuyện này nó nói lên cái điều gì à? Nghĩa là khi mà chúng ta thấy ai đó làm được một cái gì đó là lập tức chúng ta tin rằng chúng ta sẽ làm được. Người ta gọi là cái sự phá vỡ đó, lập tức chúng ta sẽ làm được à, đúng không? Nên là cái niềm tin trong chính con người của chúng ta nó vô cùng quan trọng. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta không thể làm được việc đó là lập tức chúng ta hỏng làm. Và chúng ta tin rằng chúng ta có thể làm được việc đó là lập tức chúng ta làm à. Các bạn thấy ở Sài Gòn này đúng không? Ở Sài Gòn mình đó, các bạn thấy lúc xưa nó đâu có cái tòa nhà cao tầng hiếm lắm. Hiếm cái tòa nhà cao tầng lắm à. Nhưng mà các bạn thấy từ ngày mà có một cái tòa nhà cao tầng của Bình Minh Bitaco nó lên á à, các bạn xây lên cao tầng vậy đó. Cái tòa nhà đó là trước đây là cao nhất thành phố chứ nữa. Thì lập tức các bạn thấy có một cái tòa của Vietcombank nó sẽ cao lên nữa các bạn thấy không ạ à. Và gần đây là các bạn thấy cái tòa Landmark của ông Vincom á, các bạn thấy không, nó lại cao lên nữa, các bạn thấy không? Tức là khi có một người làm rồi thì tự nhiên chúng ta có cái hệ quy chiếu đó và chúng ta làm theo. Chúng ta làm theo cái hệ quy chiếu đó. Nên nó là cái quy chiếu tham khảo, cái hệ quy chiếu người ta gọi là cái cột mốc tham khảo rất là quan trọng. Nó quan trọng vô cùng các bạn ơi. À, và hồi nãy giờ các bạn nghe mình livestream thì các bạn có cái gì hay thì các bạn comment xuống để cho mình biết à, để mình thấy các bạn comment thì mình động lực hơn. À, và hồi nãy giờ mình cũng live stream được một nửa rồi. Thì chắc có lẽ là có một số bạn biết mình, một số bạn chưa biết mình, lần đầu tiên biết mình qua live stream này. Mình dừng lại một chút xíu để mình giới thiệu về mình đi. Mình tên là Nguyễn Thái Duy, hiện tại là mình 43 tuổi, mình là người Khánh Hòa. Tuy nhiên mình vào thành phố Hồ Chí Minh cho tới nay cũng đã được 20 mấy năm rồi à. Và hiện tại mình là người sở hữu vườn ươm doanh nhân Bi Trân Ninh ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Mình thành lập nó năm 2009. À, nơi vườn ươm doanh nhân của mình thì chuyên đào tạo các lớp học chuyên về làm chủ doanh nghiệp, khởi nghiệp thôi. Tại cuộc đời mình có cái kinh nghiệm làm kinh doanh nhiều, cho tới giờ mình cũng có kinh nghiệm làm kinh doanh 20 mấy năm rồi. Cái chữ vườn ươm doanh nhân Bitraining mình giới thiệu cho các bạn, mình đang quay video lại để cho các bạn thấy đó, các bạn thấy không ạ? À? Cái chữ vườn ươm doanh nhân Bitraining, cái này là cái khóa học nổi tiếng của mình nè. À, làm chủ doanh nghiệp, cách khởi nghiệp từ tay trắng, tức là mấy năm nay mình chuyên làm cái việc này, 9 năm nay mình chuyên làm việc này. Và cái địa chỉ của nó các bạn, địa chỉ này 199 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Cái số điện thoại và các bạn thấy cái website là btraining.org. Chào bạn Phạm Nguyên, rất là nhiều cảm ơn bạn. Và đây là mình tác giả của ba cái quyển sách này, và mình cũng sắp ra cái quyển thứ tư rồi, đang ở nhà in rồi. Cái quyển thứ nhất là quyển Vượt Biển Lớn, cách đi lên của người khởi nghiệp từ năm xu. Cái quyển này là vừa rồi cái số lượng bán cực khủng các bạn, mình cũng không ngờ luôn. Nó đã bán được 21.000 cuốn. Cái quyển tiếp theo là quyển Mỗi Ngày Một Chút Thôi. Mình chia sẻ đến bạn ở 101 những bài học trong cuộc sống và trong kinh doanh. Và quyển thứ ba là quyển Beyond the Way. Cái quyển này bán ở nước ngoài, bán ở trên trang Amazon, bán ở bên Mỹ. Ngay bây giờ thì mình cũng có một cái offer cho các bạn. Nếu bạn nào mà đã xem livestream này mà các bạn mua hai cái quyển sách ở Việt Nam, ở khắp mọi miền đất nước, ở Việt Nam, các bạn cứ comment số điện thoại xuống thì sách sẽ được giao đến nhà các bạn trên khắp mọi miền đất nước. Hai cái quyển bằng tiếng Việt đó là 210.000, nó theo cái giá bìa, và mình phi ship cho các bạn đến khắp mọi miền đất nước này. Cái phi ship là khoảng 50.000 chứ nó không ít đâu các bạn ơi. Và các bạn sẽ được gì? Các bạn sẽ được mình ép vào một cái group đó, người mình gọi là cái group bí mật. Hiện tại đã khoảng 500 bạn ở trong đó rồi, toàn là những bạn làm kinh doanh, toàn là, và các bạn có cơ hội kết nối rất là nhiều bạn làm kinh doanh trên khắp mọi miền đất nước này nữa.
cái group của chúng ta sẽ lần lần nó lên cả cả ngàn người, 2.000 người, chứ không đơn giản là bảy bấy bao nhiêu. Và trong đó các bạn thắc mắc những câu hỏi về kinh doanh, các bạn có những câu hỏi về kinh doanh thì các bạn ở trong đó với mình sẽ chia sẻ những cái live stream, những cái bài viết về kinh doanh ở trong cái group đó với mình. Bạn nào có sách rồi thì các bạn có đủ 2 cuốn sách rồi thì các bạn về cái trang Facebook Nguyễn Thái Duy, các bạn comment xuống thì các em nó sẽ cho các bạn đường link và các bạn trả lời được những câu hỏi trong đó thì các bạn sẽ được vào trong group. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn vừa rồi các bạn đã nghe mình chia sẻ cái một dành ít phút quảng cáo, bây giờ là mình lại tiếp tục mình chia sẻ tiếp. Vậy thì mình luôn nói các bạn là trong con người chúng ta có một cái giới hạn và cái thứ vớ vẩn nhất, mình gọi là cái từ vớ vẩn, cái thứ mà tự hiển nhất, cái thứ mà gọi là tự kỷ nhất là chúng ta lại cứ tự giới hạn cái con người mình. Và nhiều người các bạn cứ nghĩ rằng là cái điều đó là không có khả thi, cái điều đó là mình không có làm được. Và nhiều người vui lắm các bạn, họ sử dụng mọi năng lượng, họ sử dụng mọi cái nhiệt huyết, họ sử dụng mọi cái suy nghĩ, họ sử dụng mọi cái sức lực của họ để làm cái gì các bạn biết không? Để họ bảo vệ cái không phát triển của họ. Các bạn thấy nó mắc cười không ạ? Nó không thể mắc cười hơn nữa. Cái đó là một cái sai lầm lớn nhất trong cái cuộc đời của chúng ta. Chúng ta đã sinh ra làm con người rồi mà chúng ta cứ làm như vậy là một cái sai lầm rất là lớn. Một cái sai lầm vô cùng giới hạn. Một sai lầm không nói là... Tại vì chúng ta chỉ có một lần để chúng ta sống để làm con người thôi các bạn ơi. Và cuộc đời chúng ta nó không có dài. Ngay 60 năm, 70 năm nha các bạn, nhìn đi, cuộc đời chúng ta nó quá ngắn ngủi, nó ngắn ngủi không thể tưởng được. Các bạn thấy mình thoáng một cái. Các bạn thấy không ạ? Năm nay mình 43 tuổi rồi. Nếu mà mình sống 80 tuổi thì mình còn chưa tới 40 năm nữa. Cái cuộc đời các bạn thấy nó nhanh kinh khủng. 43 tuổi rồi mình có làm gì được nhiều đâu. Chúng ta chỉ có duy nhất một lần để sống thôi các bạn, công nhận ra điều này không ạ? Là tại sao chúng ta phải cứ tự huyễn hoặc mình phải tự kỷ ám thị những cái điều mà mình luôn nghĩ rằng mình không thể làm được, mình không thể trở thành được. Chúng ta cứ nhường cái việc đó cho người khác. Vậy thì bây giờ mình hỏi bạn nè, cái suy nghĩ nào nó tạo nên cái hiện tại của bạn đây? Có phải là những cái suy nghĩ trước đây không ạ? Và bây giờ bạn có thể một cái suy nghĩ nào để bạn tương đối bạn về tương lai nó tốt hơn không ạ? Bạn cứ đồng ý ra rằng khi bạn tính về điều đó thì bạn mới làm. Và bạn làm nên điều đó nó trở thành hiện thực. Và bạn cứ đồng ý với mình mà rằng bạn sẽ không bao giờ làm những cái gì mà bạn không tính nó. Bạn cứ đồng ý với mình cái điều này không ạ? Và bạn cứ đồng ý với mình rằng là cái cuộc đời của bạn nó xuất hiện đúng như những gì bạn suy nghĩ và bạn hành động không ạ? Bạn suy nghĩ về đó, bạn suy nghĩ là bạn tốt nghiệp lớp 12 thì bạn sẽ hành động lên làm sao bạn tốt nghiệp 12. Bạn suy nghĩ là bạn phải đi học đại học cho bằng được thì bạn phải hành động để bạn luyện thi đại học là chỉ có bạn đạt được đại học. Bạn nếu mà bạn suy nghĩ rằng bạn sẽ trở thành một người chủ doanh nghiệp rất là thành công giàu có thì bạn sẽ trở thành nó như vậy. Các bạn đồng ý ra điều này không ạ? Bạn suy nghĩ rằng bạn không thể viết sách là bạn không viết sách. Bạn đồng ý ra điều này không ạ? Và bạn suy nghĩ bạn khó khả năng viết sách là bạn sẽ luyện ngày đêm để bạn viết sách. Bạn đồng ý ra điều này không ạ? Nó là cái suy nghĩ. Ý ở đây mình muốn nói rằng là cái suy nghĩ. Chúng ta hãy thay đổi cái suy nghĩ. Tầm cỡ cuộc đời của bạn nó thiện bằng tầm cỡ suy nghĩ của các bạn. Tầm cỡ cuộc đời của bạn nó bằng gì? Bằng những cái gì bạn đang có ở trong đầu này. Ok chưa? Và bắt đầu từ bây giờ chúng ta hãy bỏ đi cái kiểu suy nghĩ bất khả thi đi. Bạn đừng có suy nghĩ theo cái kiểu mà lấy những cái dây xích để nó buộc mình lại, lấy những sợi dây thần buộc mình lại. Đừng có suy nghĩ theo cái kiểu đó. Bạn hãy mở rộng cái suy nghĩ của mình ra, hãy cởi trói cho cái suy nghĩ của mình. Đừng có suy nghĩ theo kiểu đóng đinh, phải là như vậy, phải là như kia, con phải làm như vậy. Suy nghĩ theo kiểu đóng đinh, con làm như vậy là sai rồi. Đừng có giới hạn. Đừng bao giờ giới hạn. Chúng ta sinh ra chúng ta là người trung bình. Các bạn hình dung ra đi nè. Chúng ta có một khối óc trung bình và tất cả những con người trung bình và khối óc trung bình đó, họ biết hành động, họ đều trở thành vượt trội và họ thành công hết. Mình cảm nhận hồi kia mình là người rất là trung bình. Hồi kia mình cũng đâu phải là người viết văn hay đâu.
Hồi kia mình đâu có bao giờ mình nghĩ là mình là người viết sách đâu. Nhưng mà từ lúc mình suy nghĩ ra được cái hành động, có lúc nào mình sinh ra mình nghĩ là mình là người làm kinh doanh đâu. Mình là ở quê mà. Đó. Nhưng khi vào đây mình thấy hình ảnh của những người làm kinh doanh thì mình lại ra làm kinh doanh. Mình thấy những cái quyển sách hay mình đọc và mình thấy rằng mình cũng có khả năng viết sách mà. Thế là mình tập trung ra mình viết sách các bạn thấy không ạ? Và bây giờ thoáng một cái mình đã có chuẩn bị cái quyển sách thứ tư ra nữa, là mình đã có 4 quyển sách rồi. Và mình đặt mục tiêu năm 2020 mình có 10 quyển sách, các bạn thấy tuyệt vời mà. Rất là tuyệt vời. Và mình suy nghĩ như vậy nhưng mình hành động nhớ như vậy. Và đây là cái livestream mà mình muốn gửi chân thành đến các bạn rằng là chúng ta hãy loại bỏ những cái suy nghĩ mà nó không có phù hợp ra đi. Đừng có giới hạn bản thân mình. Chúng ta chỉ có một lần duy nhất trong cuộc đời này chúng ta sống. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn đã theo dõi cái livestream buổi trưa hôm nay. Hồi giờ chưa bao giờ mình livestream buổi trưa như vậy hết. Đây là lần đầu tiên, bởi vì tối nay mình bận đi lớp rồi, Ngày mai mình có 2 ngày cho lớp làm chủ doanh nghiệp khóa 153. Bạn nào ở thành phố Hồ Chí Minh thì nhớ đăng ký đi học. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, cảm ơn một buổi trưa rất là ý nghĩa. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi cái chương trình livestream. Các bạn nhớ đăng ký vào cái livestream này. Chào bạn Ngọc My. Và các bạn nhớ chia sẻ đến người thân của mình, bạn bè của mình, những ai quan tâm đến cái livestream này. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bạn nào mua sách thì comment số điện thoại xuống cho mình. Bye bye các bạn.